Em xin chào cả nhà nghe, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến và Chính Trang và YouTuber Gỗ Minh Tuấn. Một buổi trưa và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên nhà hàng ạ. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình về thông tin và thiền âm bên bờ và vũ trụ. Thông tin này thì em mới cập nhật được thì nó mới nhất nữa. Thì bây giờ thì em cũng chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình và theo dõi ạ. Những ngày qua thì trên mà cộng đồng mạng thì người ta đang quan tâm rất là chú ý về trong thiền âm bên bờ và vũ trụ. Đó. Bây giờ thì em cũng nói cho mà mấy anh chị em mình thì đừng có quan tâm, đừng có lo lắng quá. Hiện bây giờ là trong thiền âm bên bờ và vũ trụ, những các sư thầy và những các mà năm đứa nhỏ và năm chú tiểu á, thì họ sống rất là an nhàn, họ sống rất là hạnh phúc, họ sống rất là vui vẻ ha. Và mấy anh chị thì cứ mà nói yên tâm. Bây giờ em nói là trong vụ 50 người này nè. Tại vì hiện bây giờ là có một bà chị đó, hiện bây giờ là cũng vào chùa, cũng đang mà đập phá trong mà tỉnh thất không đây đó. Nhưng mà bà chị này bả không có được đưa mặt ra, bả bịt mặt. Trong khi mà bên mà các sư thầy á là nó ngăn cản không cho 50 người đó vào chùa đặng mà lục đạo cái đồ. Tại vì 50 người đó, tại vì là người lạ đó, người lạ là không cho vào chùa được. Bởi vậy là những các chị hiện trọng thì họ là ngăn cản nhau không cho vào. Nhưng mà trong 50 người đó, những mà nhiều người họ vào trong chùa, họ đi mà đập khóa, họ đi mà lục đồ giỏng, thì lấy đồ giỏng thì cũng gây thương tích cho mà bên tỉnh thất Bồng Lai thì cũng rất là nhiều. Hiện bây giờ 50 người đó thì em cũng mong rằng cơ quan cảnh sát điều tra họ cũng đem ra ngoài mà ánh sáng của Việt Nam, đem ra mà nó xét xử là đặng lấy và lại và nó cho mà sự được cái công bằng trong tỉnh thất Bồng Lai, thì cũng lấy được công bằng lại cho những mà người nào bị gây mà thương tích đó. Thì mấy anh chị thì cũng thấy rằng thì trong tỉnh thất Bồng Lai á, họ sống rất là tốt, họ sống rất là vui vẻ hả. Họ đã giúp người rất là nhiều đó. Những người xung quanh trong tỉnh thất Bồng Lai cũng vậy nữa, người dân á thì sống gần đó mấy chị, người ta qua nhà người ta còn cho gạo, người ta còn giúp cái đồ, người ta còn xây dựng lại cho mà những cái gì mới, còn cho đồ nữa rất là nhiều á. Trong tỉnh thất Bồng Lai thì họ sống rất là tốt, rất là vui vẻ, họ rất là hòa đồng hòa nhã, và những thầy Hoàng Nguyên và thầy Nhất Nguyên họ sống rất là cũng là hòa đồng với mọi người, thân yêu cũng thân thương hòa mọi người vậy. Nhưng mà họ sống rất là tốt đó. Ở đằng sau á, những có mà rất là nhiều người họ đứng lên họ xúc phạm và bôi nhọ và trong tỉnh thất Bồng Lai á, những mấy người đó là hoàn toàn là nó đi và sai và chưa thật, họ đi con đường mình mà heo quá xe đổ mà họ làm như vậy là không có đúng. Những người nào mà ngày qua thì gây thương tích thì trong tỉnh thất Bồng Lai thì mấy anh chị thì cũng đã biết rằng đúng không, thì trong chỗ thì cũng có mà rất là nhiều người họ xông vào, họ lấy đồ, họ vào buồng, họ lục đồ làm mất tiền và mất đồ ông chổng đó. Thì những ngày qua thì trên cộng đồng mạng thì cũng rất là thấy nhiều và cũng là rất là đang quan tâm ạ. Thì họ sống rất là hoạt động mà đúng mà mấy anh chị, nhưng mà những mà khác á, em biết là tại sao mà có mà rất là nhiều người họ đi moi móc trong chuyện mà tỉnh thất Bồng Lai á, họ mà đi quy chụp cái đồ, nói họ là cái đồ đó. Em thấy như vậy là hoàn toàn nó không có đúng ạ. Những ngày qua thì mấy anh chị thì cũng đã thấy rồi, ai đúng ai sai, bên nào đúng bên nào sai, đúng không? Người nào đúng và người nào sai thì mấy chị thì cũng đã thấy rằng rồi đó. Bây giờ là trong mà thiền âm bên bờ và vũ trụ á, thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên bây giờ họ đang mà nuôi hai đứa trẻ sơ sinh, hiện bây giờ cũng rất là lâu rồi, họ cho ăn và cho uống thì cũng rất là nhiều. Thì hai bé mà trẻ sơ sinh này được thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên và những và các sư cô ông chổng, những mà mọi người trong tỉnh thất Bồng Lai họ đang chăm sóc đó, thì giống như mà người con của mình vậy. Trong tỉnh thất Bồng Lai á thì em không biết là
gần họ như thế nào, nhưng mà qua mà những mà mấy người dân trong mà thiền ông bên bờ và vũ trụ á, và những người dân và sống gần đó, họ nói rằng tỉnh Thất Bồng Lai sống từ đó giờ rất là hòa nhã, rất là thân thiện với mọi người và còn giúp đỡ cho mà mọi người dân ở gần đó. Em không hiểu mà vì sao mà 50 người đó họ có mà cái đầu óc, họ có suy nghĩ và hay không nữa, em không biết. Nhiều người á đi xuống là trong tỉnh Thất Bồng Lai mấy chị không được cho phép của bên mà thiền ông bên bờ vũ trụ á, của các sĩ hỷ không cho phép mà tự ý đi vào rồi xông vào, cái đó gọi là gì mấy chị? Xâm nhập gia cư bất mà hợp pháp đúng không? Đó. Tức nghĩa là mình không cho rồi, tại vì á người lạ ở đâu không biết nữa đi tới tự nhiên xông vào mà đi lấy đồ chống của người ta không chống. Đó. Bây giờ em hỏi mấy chị nè, cái chuyện đó, đó là bên gia đình của Diễm My, trừ khi gia đình Diễm My, bà con cô bác hay là gia đình Diễm My đi xuống thiền mà Diễm My thôi thì á thì xin phép trong mà thiền ông bên bờ và vũ trụ đúng không, thì cho cho vào thì Diễm My. Nhưng mà những mà 50 người khác á là họ không có liên quan gì trong mà thiền ông bên bờ vũ trụ, dân chỉ là người dân thôi, không được cho phép đi vào, nhưng mà họ cố tình cố ý họ xông vào, họ gây thương tích, còn đánh ngộm chổng rồi lục độn chổng, như vậy là hành vi như vậy là như thế nào mấy chị? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, phải lên án hành vi là nó mạnh mẽ như thế này đúng không? Em cũng mong cần cơ quan thì cũng đem ra ngoài ánh sáng những mấy người đó và xử phạt là theo hành vi mà cổ mà pháp luật Việt Nam á. Em cũng tin rằng mấy anh chị thì cũng đang quan tâm trong thiền âm bên bờ và vũ trụ, thì cũng thương yêu cho năm mà đứa trẻ và trong tỉnh Thất Bồng Lai. Những ngày qua thì trong tỉnh Thất Bồng Lai á thì năm đứa trẻ đó thì thi mà thách thức trên hài, diễn rất là hay, diễn rất là giỏi và diễn được những các là điều mà đem lại cho mà cái tiếng cười cho mình rất là nhiều á. Đem lại được nguyên cái tiếng cười cho những người mà khán giả được yêu thương. Em thì cũng nói rằng là những ngày qua thì trong tỉnh Thất Bồng Lai thì có rất nhiều người họ lợi dụng mạng xã hội, họ đứng lên họ tuyên truyền họ và gây sự mà hiểu lầm cho tỉnh Thất Bồng Lai. Những người nào mà đứng sau lưng á mà tối ngày á đi moi móc chuyện trong tỉnh Thất Bồng Lai á là những người đó là họ không bao giờ tốt, họ là người xấu hoàn toàn hết trơn. Bởi vậy là những người xấu á là họ tối ngày họ đi mà moi móc chuyện người ta không à. Đó. Em cũng nói rằng vậy. Bây giờ thì em cũng nói rằng những người nào đi vào trong tỉnh Thất Bồng Lai những ngày qua vào chùa đập phá cái đồ với mà xúc phạm những mà mấy người trong mà thiền âm bên bờ và vũ trụ á, xúc phạm mà thầy ông nội và những mấy người mà sư cô ông trọng, những mấy người mà tu ông trọng á là tu nó tại giá, những người đó em mong rằng là sau này gặp quả báo à. Em mới hiểu được á, mình gieo nhân nào mình gặp quả báo đó, em nói thiệt đó mấy chị. Người ta tu nhưng mà tại gia mà thì mình cũng để cho người ta tu đi, nhưng mà người ta cũng sửa tâm sửa tánh ta rồi, nếu mà người ta làm sai thì người ta chịu đúng không anh chị? Đằng này người ta tu mà đi vào á còn đánh đập người ta nữa rồi á, như vậy là như thế nào? Có phải là làm như vậy là nó sai trái không? Đúng không anh chị? Bây giờ em cũng nói như thế này, bây giờ bên tội phe mà nó chính nghĩa nè, bên tội phe mà nó chính nghĩa, bây giờ những người đó tối ngày âm thầm lặng lẽ đi gình gặp đi và coi chuyện trong tỉnh Thất Bồng Lai họ đã có chuyện gì, hay là có những người nào đứng lên mà bảo vệ trong thiền âm bên bờ vũ trụ á, bên phe tội phe chính nghĩa nó lấy những cái bằng chứng mà thông tin giả, bằng chứng giả, rồi nó gán ghép tội cái đồ cho mình rồi nó đưa lên thì nó bị đặt hả? Bây giờ thì em cũng mong rằng mà những anh chị em mình
Thì có mà thương yêu những năm đứa trẻ và trong tỉnh Thất Bồng Lai và những khách mà chưa hẹn chổng, những ngày qua họ sống rất là tốt, họ họ sống rất là vui vẻ và họ sống rất là hòa đồng với mọi người, thân thiện và giúp đỡ cho những mà mấy mấy người dân ở trong tỉnh Thất Bồng Lai đó, ở gần đó đó. Thì mấy anh chị hãy và tìm hiểu cho đúng sự thật, đâu là đúng đâu là sai, đừng có mà phần nghe lời theo một chiều hướng nào đó, cái đầu mà mấy chị tin theo mà bỏ ở bên đây là hoàn toàn như vậy là nó không có đúng hả. Bây giờ em cũng mong rằng thì mấy chị phải tìm hiểu đúng do bây giờ thì trong đoạn mà clip này video này thì mấy anh chị nào và thấy hay và thấy mà nghe được lời mà cái tâm sự của em chia sẻ như bệnh lên mà thiện âm bên bờ và vũ trụ thì mấy anh chị nhớ và nhấn nút và nó đăng ký và nó mà subscribe cho em và để cho em mà một hàng lời mà nó nhận xét à. Em cũng chân thành và em cũng cảm ơn mấy anh chị. Một buổi trưa tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân và công việc và luôn luôn và thành công ạ. Hôm nay thì ở ngoài này anh chị, cái trưa này nó hơi nắng giá vậy, bởi vì em đang trong cái bóng cây, bởi vì nó hơi mờ mờ á. Mấy bạn anh chị nghe không? Mấy anh chị nào có yêu thương Nam chú Tiểu á, trong đền tháp online hãy nhớ bấm nút và đăng ký ạ, và chia sẻ cho những mà lại nói ạ. Em cũng nhân hành và cảm ơn mấy anh chị.